các em của đội tỏa sáng vào vị trí. Mình xem thử coi mấy cái sắc này có cái chuyện gì hấp dẹn mới mẻ xảy ra. Đứt bóng luôn đó, một cái đứt bóng luôn, còn có 4 bóng thôi. 4 bóng này anh sẽ đưa ra cho các em 4 đáp án, mà trong 4 đáp án này có 2 đáp án đúng. Xin mời hai đứa trẻ đời thừa rừng xà nu, đôi mắt quen quá trời luôn, có nhớ mấy cái này không? Có, hồi đi học phổ thông học hết rồi đúng không? 4 tác phẩm này học qua hết rồi, không có cái nào chưa học hết trơn trọi. Vấn đề là bây giờ có nhớ hay không thôi. Mời kem xem câu hỏi nè. Đây là tác phẩm của nhà văn Nam Cao. Bắt đầu. Đôi mắt. Đôi mắt đúng rồi. Anh nghĩ đôi mắt. Nếu đôi mắt thì sẽ là rừng xanh. Nó liên quan tới đôi mắt. Vào đi kem. Nhanh lên. Đôi mắt. Chị này đứng một đáp án. Em chọn một đáp án đi. Vô bên kia đi, vô bên kia. Bên kia chia ra đi. Hết giờ. Lần này tôi thấy Lê Xuân Tiền thể hiện đúng cái vai trò đội trưởng nè. Qua câu 1 trước anh à. Ừ. Câu 2 mình bình tĩnh lại. Bình tĩnh chơi. Có kinh nghiệm hơn đúng không? Dạ. Em gái sao em chọn rừng xanh u vậy? Em khoái thiên nhiên anh. Khoái thiên nhiên. Bỏ qua cái tác phẩm Hai đứa trẻ và Đời thừa, để coi mình còn nhớ đúng hay không. Anh sẽ công bố đáp án số 2, Đời thừa. Rồi, đây là đáp án chính xác. Như vậy là chỉ còn một đáp án đúng mà thôi. Anh sẽ công bố đáp án Hai đứa trẻ. Đây là đáp án sai. Hai đứa trẻ là tác phẩm của nhà văn Thạch Lam. Còn lại rừng xà nu và đôi mắt. Không lẽ nào. Không biết được nha Tiền nha. Nha. Đáp án nào là đáp án chính xác đây? Xin mời. Đáp án chính xác là đôi mắt. À, mặc dù là trả lời đúng nhưng mà rất là buồn khi mà chia tay đồng đội tiếp theo rồi. Hồi nãy bởi vì em có phân vân giữa Đời thừa và rừng xà nu đúng không? Dạ em là chắc chắn câu Đời thừa. Nhưng mà tại sao em không nói bạn chạy qua? Có nói mà chắc bạn muốn đứng gần em, đứng gần đồng đội nên là... Mời các em về chỗ, chúc mừng ba em đã chọn được đáp án chính xác. Tác phẩm Rừng xà nu là của nhà văn Nguyễn Trung Thành. Ba bạn chọn được đáp án đúng, mỗi người 2 triệu đồng là 6 triệu đồng cho đội tỏa sáng. Và bây giờ, xin mời Hy vọng. Đội hy vọng các em giữ được đội hình này qua câu hỏi số 2 nha. 4 đáp án của chương trình, xin mời. Lười ba ngón, rắn chuông, keo keo, kỳ nhông. Câu hỏi là loài bò sát nào sống ở sa mạc, hoang mạc? Bắt đầu. Rắn chuông kỳ nhông. Rắn chuông. Em mới chỉ vô rắn chuông đi. Rắn chuông chắc chắn. Vô kỳ nhông. Kỳ nhông đúng nhất. Rắn chuông nào chắc chắn thì đưa đội trưởng vô. Ba đứa vô đây. Kỳ nhông chắc chắn đúng không? Ủa? Ê, ở đây luôn đi để cho một người. Ba một. Kỳ nhông. Nếu không chắc lắm thì kem nên chia người ra. Mình vẫn còn thời gian đó. Có muốn suy nghĩ lại không? Kỳ nhông chắc chắn. Tin không? Chạy đi ha, chạy đi ha. Không biết con miệng chuông với con chơi chơi. Linh ơi, em chọn kỳ nhông. Phải chăng là bởi vì trong 4 con này là con kỳ nhông nó quen thuộc nhất? Dạ, em không có con nào quen, em không quen với đứa này. Dạ. Còn em gái sao đứng ở chỗ rắn chuông con mình buồn vậy em? Em nhớ hôm lần thì em đặt từng xem về thể giới động vật về rắn chuông. Nó có cái chuông phía sau đuôi á. Hả? Tức là con rắn nó cầm cái chuông lắc lắc. Không, nó có cái chuông sau đuôi á anh. À, cái chuông sau đuôi. Dạ. Nó dùng chuông nó làm cái gì? Em nhớ là cái chuông sau đuôi rất là độc. Mà nó rung lên nghe tiếng chuông luôn đúng không? Nó hình như là bạo động gì đó. Không nhớ lắm. Để đe dọa kẻ thù nữa.
rắn chuông và kỳ nhông. Cả ba thành viên của đội Hy vọng đứng vào vị trí kỳ nhông. Nhưng mà sau khi đứng vào rồi thì thấy ba bạn vẫn còn đang bàn tán với nhau. Có nghĩa là các bạn cũng không có chắc chắn lắm về cái sự lựa chọn này của mình. Tại vì không biết hai con kỳ kèo, không biết nó quá là lắm, lần đầu tiên nghe tên luôn đó anh. Vậy thì anh sẽ công bố đáp án. Lười ba ngón. Đúng một cái là lo lắng liền lập tức nha. Đây là đáp án sai. Tràn trề hy vọng rồi em ơi, đúng như cái tên của mình. Bây giờ sẽ công bố tới đáp án rắn chuột. Xin mời đáp án. Mở mắt ra, nhìn lên. Hãy đối diện với sự thật đi em. Mình đó chị. Được. Mình á. Rắn chuông nó có ở sa mạc hoặc là ở hoang mạc, còn lại kỳ nhông và treo keo. Một trong hai đáp án này sẽ là đáp án chính xác. Lỡ như mặn kỳ nhông sai một cái là một mình em cô đơn nha em. Xin mời đáp án của chương trình. Treo keo và kỳ nhông. Cái nào đúng, cái nào sai? Mình không biết chứ. Mình cái này mình cũng không coi được cái đáp án kia. Con treo treo là nó giống như con mặn, con hươu vậy đó. Mời các em về chỗ. Con này ở Việt Nam có luôn, treo treo á. Nó ở trong rừng. Nó thuộc trong những cái nhóm mà động vật quý hiếm. Nhà mình 4 thành viên, giữ đủ quân số luôn, 8 triệu đồng. Tiếp theo, mời các em của đội Ba Sáng. Lại một lần nữa, chúng ta xem coi mấy cái sắt này của chúng ta, điện đóm của nó có ổn định hay không. Rất chập chờn. Một cái sắt cũng tắt đèn nữa rồi. Còn ba đáp án thôi. Và trong ba đáp án này chỉ có một đáp án là đúng. Mời đáp án. Y học, vật lý, sinh học. Sao buồn vậy tiền? Căng thẳng anh. Mời các em xem. Giáo sư Tôn Thất Tùng, nhà khoa học Việt Nam nổi danh thế giới trong lĩnh vực gì? Bắt đầu. Nhà khoa học anh nghĩ vật lý. Anh nghĩ ok. Nếu không chắc thì mình chia ra. Vẫn còn thời gian. Hả? Đi chung luôn hả? Hai bạn đứng ở chỗ vật lý và đội trưởng thì đứng ở y học. Sinh học bỏ trống, anh sẽ công bố đáp án này trước. Sinh học, đây là đáp án đúng hay sai? Đúng cái là tụi em đi về luôn. Là đi về thôi chứ sao giờ. Còn ai đâu đứa thi. Đây là đáp án sai. Thôi họp thật sự. Giờ còn có bộ đáp án đúng thôi. Thôi mà không sao, không sao. Các bạn đã còn chia làm chơi là được rồi. Đúng. Đáp án vật lý và y học anh sẽ công bố cùng một lúc nha. Chiếc két sắt nào sẽ rơi xuống? Xin mời. Bảo trọng nha mấy em. Tôn Thất Tùng là một bác sĩ phẫu thuật nổi danh và ông nghiên cứu về gan. Ông được phong tặng danh hiệu là anh hùng lao động. Rất là nhiều nước như là Anh hoặc là Pháp hoặc là Đức công nhận tài năng của mình. Ông cũng từng giữ cái chức vụ là Thứ trưởng của Bộ Y tế Việt Nam. Chúc mừng Lê Xuân Tiền đã chọn được đáp án đúng vào những giây cuối cùng. Mời em ra đây. Hơn là